bà già này, bà có vứt ngay cái túi rác này đi không? Ở đây không có cái gì cho bà nhặt đâu. Tôi đến đây để tìm người. Bà nghĩ bà là ai? Ở đây không có ai quen biết với bà đâu mà tìm. Đi về đi. Này, có gì từ từ nói chuyện đi. Sao bà đang nói với bác ấy như vậy? Anh còn bênh bà ta nữa. Anh dẫn em đến công ty để tham quan công ty. Thế là vì cái bà già đồng nát này mà anh làm em mất mặt như thế à? Máu cút ra ngoài đi. Này, sao cô quá đáng thế? Bác ấy bảo là bác ấy đi rồi còn gì nữa. Em còn đá nữa đấy. Sao? Anh vì một cái bà già đồng nát mà anh bắt nạt em à? Em còn đẩy nữa này. Anh bênh bà ta thêm đi. Bác có sao không ạ? Mẹ ơi, mẹ có sao không? Không, mẹ không sao. Này, con làm gì mà ngang ngược vậy? Mẹ tôi đã làm gì động chạm đến cô đâu. Không làm gì, nhưng mà cứ ngứa mắt đấy thì làm sao? Cô tưởng nhìn mặt cô thì dễ nhìn lắm à? Cứ tưởng là mình ráp vàng lên mặt đấy à? Tôi thừa vàng để ráp đấy. Cái ngữ hai của con các người ấy, có muốn cũng không được đâu. Nếu mà cô thừa tiền để ráp vàng lên mặt như thế thì đi mà rũa lại cái nét đi. Khó ưa ảo tưởng. Cô được lắm. Chưa xong với tôi đâu. Ừ, mày giỏi thì làm gì đi này. Bác ạ, cháu thay mặt cô ấy xin lỗi bác ạ. Cháu xin phép. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Để con dìu mẹ ra kia ngồi nghỉ đã ạ. Mẹ xin lỗi vì đã gây phiền phức cho con rồi. À, con cầm lấy, sáng mẹ thấy con quên ở nhà nên mẹ mang đến cho con đấy. Mẹ ơi, mẹ không gây phiền phức gì cho con cả. Là do cô gái đó vô lý và ngang ngược thôi mẹ ạ. Mẹ ơi, mẹ cầm lấy đi ăn trưa đi. Mẹ đừng nhặt ve chai nữa. Con có thể lo cho mẹ được mà. Nhìn mẹ như vậy, con xót lắm. Thôi, bây giờ con phải vào làm việc đây ạ. Con, con có biết cái cậu lúc nãy là ai không? Mẹ nhìn thấy quen lắm. Cứ na ná giống cái cậu bé ở hàng xóm mà hồi xưa ấy anh con đồng ý ghép và tìm cho cậu ấy đấy. Chắc là không phải đâu mẹ. Anh ấy mới từ nước ngoài về mà, nhưng không biết gì đâu. Dạ thôi, con phải vào làm việc đây, không muộn mất. Mẹ về cẩn thận nhé. Tức chết đi được ấy. Cái con nhà quê bẩn thỉu đấy. Anh ấy, sao anh không bênh em để nó bắt nạt em như thế? Cô nên biết phân biệt phải trái đúng sai chứ. Trong cái chuyện này, người sai rõ ràng là cô mà. Em chả bao giờ sai, em luôn luôn đúng. Nào, nghiêm túc. Không cho thì thôi. Nhưng mà anh phải đuổi việc nó đi. Chứ để cho bạn bè em biết, chắc là em không còn cái lỗ nào mà chui xuống chết nhục ấy. Đây là công ty, là chỗ làm việc, không phải là cái nơi mà cô thích làm gì thì làm. Mà thôi, cô đi về đi, tôi đang bận lắm. Hôm nay tới đây là quá đủ rồi. Đi, anh không chiều em được một lần à? Nhá. Hay là anh với con đấy có cái gì với nhau? Con nói vớ vẩn cái gì đấy hả? Anh nhất quyết không đuổi việc nó đúng không? Đúng, tôi không đuổi đâu, cô đi về đi. Cái gì? Anh dám đuổi em á? Anh Toàn. Anh được lắm. Em về em sẽ mách bố là anh bắt đạt em. Đi đứng kiểu gì đấy? Mù à? Là chị vào và tôi trước mà. Tôi không hiểu nổi. Nhân viên công ty này bị làm sao ấy? Mắt đứa nào đứa đấy đều mù như nhau cả. Cô không biết tôi là ai đúng không? Sáng nay không hiểu bước cái chân nào ra đường mà xui thế không biết nữa. Làm sao? Không định xin lỗi tôi à? Hay là cô chờ để tôi xin lỗi cô? Em xin lỗi chị. Cố ra chỗ khác cho tôi đi. Mất thời gian. Anh xem giúp em về số liệu dự án sắp tới vậy ạ. Thay một chiến lược marketing mới đi. Cái này cũ quá rồi. Ý tưởng không có sự đột phá. Dạ vâng, em bảo bên phòng truyền thông làm lại anh ngay ạ. Bạn này, càng sớm càng tốt nhá. Dạ. Với cả chuyện tôi nhờ cô tìm người ghép tim cho tôi, tới đâu rồi? Em có tìm hiểu rồi ạ, nhưng mà chưa được rõ ràng lắm. Chỉ biết đại loại tên là Hải, với lại là trẻ mồ côi anh ạ. Mới có một chút thông tin như vậy thôi à? Thôi thì cố gắng giúp tôi nhé. Dạ vâng ạ, em sẽ đi trước ạ.
Đây là hộp nhẫn gì đây hả mẹ? Mẹ không biết, chắc là hộp nhẫn linh tinh gì đấy thôi. Không phải đấy chứ, mẹ nhớ lại xem có nhầm gì không. Chứ hộp nhẫn này con tìm trong ngăn kéo ấy kìa, cất kỹ lắm. Mẹ đã nói là mẹ không nhớ rồi mà. Mẹ này, mẹ có chuyện gì giấu con đúng không? Đây là hộp nhẫn cầu hôn của người đã hiến tim cho con. Nhưng mà... Sao con vào phòng mà không gõ cửa vậy? Tôi gõ rất nhiều lần rồi nhưng mà không có ai trả lời cả. Tôi nghĩ là do chủ tịch mới nhận chức nên là bận quá nhiều việc nên không để ý đấy mà. Mang con đi ký hợp đồng với tôi nhé. Nhưng mà chắc là tôi không đi được rồi. Tại vì tôi không có xe. Với lại đây cũng không thuộc phận sự công việc của tôi. Cái này phải để thư ký đi mới phải. Công ty mà tôi làm chủ ấy cần một người có năng lực để đi theo, để làm việc. Chứ tôi không cần một người chỉ đi theo để mà cho nó đỡ trống chỗ thôi. Còn vấn đề xe cộ của cô ấy thì ngày mai tôi sẽ đón cô. Cô chỉ việc gửi địa chỉ cho tôi là được. Vậy được rồi. Dừng lại! Có chuyện gì vậy? Con hồ ly tinh này, mày dám đập chồng chưa cưới của tao? Còn anh, vợ chưa cưới của anh đang ở đây mà anh dám ngang nhiên ra làm gì với con này à? Anh có còn coi tôi ra gì không? Cô bình tĩnh đã. Tôi đâu có cướp chồng sắp cưới của cô. Này, cô bị làm sao đấy? Tự nhiên tắt người ta như vậy à? Cô có bị điên không? Từ lần trước tôi đến công ty, đáng lẽ ra là tôi phải nhận ra hai người có vấn đề với nhau chứ. Là do tôi ngu, mắt tôi bị mù, nên là tôi mới để mọi chuyện đi quá giới hạn như bây giờ. Bây giờ anh còn dám ngang nhiên anh đưa đón cô ta trước nhà tôi nữa, tôi muốn hủy hôn. Cô nói cho cẩn thận, tôi và anh Toàn không có gì cả. Chẳng qua là vì tôi không có xe nên là anh ấy mới đến đón tôi để đi gặp đối tác thôi. Tôi và anh ấy chỉ có công việc. Anh ấy là sếp của tôi. Không nghe gái kể chuyện, không nghe nghiện trình bày. Mẹ cô ấy cũng không biết dạy dỗ cô, để cho cô đi làm kẻ thứ ba như thế. Nghèo tiền bạc, nghèo luôn cả đạo đức. Cô nói cho sạch sẽ. Cô mà còn động đến mẹ tôi nữa ấy, tôi không để yên đâu. Linh này, cô ngang ngược quá rồi đấy. Con người của cô ấy quá là vô lý, quá là vớ vẩn. Và ngay bây giờ ấy, tôi yêu cầu cô phải xin lỗi Dương Anh. Tại sao lại phải xin lỗi tôi chứ? Tại sao chính thức là phải đi xin lỗi kẻ thứ ba? Thôi đúng là không nói chuyện lý lẽ với cô được rồi. Cô muốn hủy hôn đúng không? Được, tôi cho cô tọa nguyện. Anh Toàn, em không muốn hủy hôn. Anh Toàn, anh Toàn, anh nghe em nói đó. Em không muốn như thế. Anh Toàn, anh Toàn. Anh Toàn, anh Toàn, anh Toàn, anh Toàn. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tôi rất hài lòng với phong cách làm việc của cô Dương đây. Rất chuyên nghiệp và khéo léo. Dạ, anh có khen ạ. Được làm việc với anh là vinh dự của bên em ạ. Tôi rất hy vọng là lần sau sẽ được tiếp tục làm việc với quý công ty đây. Nhưng mà hiện tại thì tôi đang có một chút việc bận cần phải xử lý, cho nên là không thể đi ăn cùng với hai người được. Hẹn mọi người lần sau nhé. Dạ vâng, mình còn nhiều dịp mà anh. Tôi xin phép. Chào anh. Đi ăn trưa với tôi nhé. Thôi, tôi phải về nhà ăn cơm đây. Đi về anh, nhớ vợ sắp cưới của anh nhìn thấy lại không hay. Anh cứ đi ăn đi, tôi tự bắt xe về nhà được. Tôi xin lỗi nhá. Tôi không cố tình làm như vậy đâu. Mà tôi không hiểu tại sao những khi mà ở gần cô, tim của tôi đập rất nhanh như vậy. Anh có hôn ước với cả Bảo Linh rồi mà. Sao anh lại như vậy? Thôi đừng như thế nữa. Cô ấy biết thì lại không hay đâu. Tôi về trước đây. Sao cô vẫn chưa đi? Tôi đã nói rồi, tôi và anh Toàn hoàn toàn trong sáng, không có mối quan hệ ngoài lề nào cả, ngoài công việc. Tôi cảnh cáo cô một lần cuối, đừng bao giờ cố gắng tiếp cận anh Toàn nữa. Cũng đừng có mà tự ảo tưởng là anh Toàn có ý gì với cô. Sao tôi nói mãi mà cô vẫn không hiểu thế? Cho cô xem cái này. Đây là cái nhẫn mà anh Toàn chuẩn bị để cầu hôn tôi đấy. Cái này là của ai? Của anh Toàn tặng cho tôi đấy. Làm sao? Ghen tị à? Không đúng.
Chiếc nhẫn này không phải của anh Toàn, đây là nhẫn của anh trai tôi. Của ai? Cô ghen tuông quá nên là ăn nói linh tinh hàm hồ à? Cụi váng đầu đúng không? Trả đây, tôi phải đi hỏi anh Toàn. Ok, bác. Bác có sao không bác? Dạ. Mẹ có sao không mẹ? Mẹ có ổn không ạ? Mẹ không sao, mẹ chỉ bị say nắng thôi mà. Bác cảm ơn cháu nhá. Dạ không có gì, bác không sao là tốt rồi ạ. Cảm ơn anh vì đã đỡ mẹ tôi. Mẹ ơi, để con đưa mẹ về nhà nghỉ ạ. Không được. Hôm nay mẹ phải mang cái chỗ mì tôm với cả sữa này đến cô nhi viện. Mấy sơ bảo là hết đồ ăn rồi. Không, con không cho mẹ đi nữa đâu. Mẹ đi như vậy con không yên tâm đâu. Nhưng mà... Thôi, hay là để con đi thay mẹ. Để tôi đi cho. Bây giờ cô đưa bác về nhà, nghỉ ngơi. Rồi mua thuốc, mua đồ ăn cho bác ăn nhá. Như vậy có được không? Hôm nay là ngày mà mẹ tôi phải đem số tiền quyên góp được để mang đến một cô nhi viện. Tôi đã bảo là được mà. Cho tôi địa chỉ của cô nhi viện đi. Vậy cháu cứ cẩn thận nhá. Bác cảm ơn cháu. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Để tôi nhắn địa chỉ cho anh. Ok. Cháu đi trước đi bác ạ. Mẹ uống nước đi ạ. Mẹ đã đem mệt không cho? Mẹ đỡ rồi. Mà cái cậu lúc nãy ấy, tốt bụng quá cơ. Lần trước mẹ gặp không có ấn tượng mấy, nhưng mà không ngờ cậu lại tốt như thế. Mà mẹ thấy hai đứa đẹp đôi lắm đấy nha. Ơ, mẹ này, không có. À mẹ ơi, hình như anh ấy chính là người mà được anh Hải hiến tim đấy ạ. Vậy thì có khả năng cao, lần trước gặp mẹ cũng thấy ngờ ngợ. Con thấy anh ấy có một chiếc nhẫn giống như là chiếc nhẫn đính hôn của anh Hải. Con cũng không chắc nữa. Vậy thì con cứ thử xem sao. Mẹ cũng hy vọng ấy, người giữ trái tim nhân hậu của cậu Hải thì cũng giữ gìn tốt đẹp sự nhân hậu ấy như nó. Dạ vâng, con cũng hy vọng thế. Thôi, mẹ ngồi nghỉ ở đây nhá, con đi nấu cơm đây. Anh Toàn, chiếc nhẫn này là anh mua cho ai? Sao cô lại có cái nhẫn này? Anh trả lời cho em biết đi. Rốt cuộc đây là nhẫn của ai? Cô nhân tình của anh nói là đây là chiếc nhẫn của anh trai cô ta. Chuyện này là sao? Đây là chiếc nhẫn của người đã hiến tim cho tôi đấy. Nói thật bây giờ nhá, là tôi đã quá ngán cô rồi. Tất cả mọi công việc ở công ty tôi đã thu xếp xong xuôi hết, để làm sao chúng ta có thể hủy hôn với nhau mà cả hai nhà không bị ảnh hưởng gì cả rồi. Cái gì cơ? Cái gì mà hủy hôn? Em không muốn hủy hôn, em làm gì sai? Cô không nhìn thấy à? Chúng ta không hề hợp nhau một chút nào cả. Về cả suy nghĩ, về cả tư duy. Và vấn đề quan trọng nhất là tôi không hề yêu cô. Được thôi, anh thích hủy hôn chứ gì. Tôi cũng không thèm anh nữa. Anh tưởng là mình có giá lắm chắc. Tiểu thư cành vàng lá ngọc như tôi mà còn không thèm. Cứ phải đi thích cái con bán đồng nát kia cơ. Đúng cái loại ngu xuẩn. Cô cứ mặc kệ tôi đi. Anh ngu thì tự đưa mà chịu đi. Thân ái và không hẹn gặp lại. Anh chính là người được hiến tim của anh Hải đúng không? Làm sao mà cô biết được? Tôi là em gái của anh Hải. Khi xưa, vì trên đường đi đón tôi tan học về mà anh ấy gặp tai nạn, biết là mình không qua khỏi nên tôi đã giúp anh ấy hoàn thành tâm nguyện và hiến xác. Nhưng là thật bất ngờ, bởi vì anh lại chính là người nhận được quả tim của anh Hải. Anh ấy sắp cưới, anh ấy định dùng chiếc nhẫn này để cầu hôn bạn gái. Vậy mà... Thì ra là như vậy. Thực ra tôi có đi tìm anh trai của cô, nhưng mà lại có thông tin nói rằng anh ấy là trẻ mồ côi. Không ngờ... Em có thể cho tôi một cơ hội được làm bạn trai của em được không? Hôn ước giữa tôi và cả Bảo Linh, tất cả đều là sắp đặt của hai gia đình thôi. Và thực sự tôi không hề có một chút tình cảm nào ở trong đó cả. Và cái hôn ước đó tôi đã hủy bỏ rồi. Em có thể cho tôi một cơ hội được không? Ừ.
vừa sinh này. Cho tôi ôm em một lần nhé.